Chừng 200 mấy 300 mét rồi trở lại các bạn ơi, vừa chạy à, nó dài vừa hứng luôn, vừa kéo luôn anh em, dài quá thì hứng với kéo mệt ha, máy thì chạy quá đắt thiệt, mình hứng kéo hơi mệt anh em ơi. Này mình đang ở kinh 4 tổng nha các bạn, kinh 4 tổng mà đi qua đi vô cái đường này, cái đường B2, cái đường này rất là xe, rất là khó đi, trời mưa rất là sình bùng nha các bạn ơi. Ở đây thì bao nhiêu khép kính, ba chẹt này vô cống là nằm trong đi luôn đó các bạn, không có ra đó anh em ơi. Cống giờ đóng rồi hết trơn. Mùa này vừa qua nước nó lên nhiều quá anh em. Rồi, đang vô các bạn ơi. Quá trời chạy tốc độ nhanh anh em. Hậu ở đây thì khoảng cái này 250 quá anh em ơi. Cái đó thì lại. Chạy như một vị hằng cho các bạn coi. Lúa này đứng nhưng mà có cái đầu ngoài này nó xẹp này các bạn. Thấy không? Ở đây thì ở đây người ta kéo ra đê này nè các bạn, rồi mướn vỏ. Mướn vỏ chở ra ngoài xong mới căng được nha anh em. Thì nói chung là cái đồng này thì anh em cũng lúa hơi mệt, cái là vô bao vẽ các bạn cho ta chở đê. Chở ăn bao rồi đỡ tiền một chút cho anh em ơi. Tốc độ quá các bạn ơi. Tốc độ này ghê thiệt chứ. Đúng rồi, vua tốc độ thì có khác anh em. Chỉ mà chạy không lại chiếc 102 bờ gồ các bạn. Độ quá ghê, sao thấy chạy không lại chiếc 102 bờ gồ nha. Trời ơi, chạy ghê, chạy chơi thì báo lắm rồi. Mấy con 93 này thì có một số người nó mua về, người ta háo cái bánh kim, người ta gắn bánh lô vô anh em. Đạn lớn hơn, đạn 27 rồi đó các bạn. Thì vừa mình mua quay chiếc của anh sư phụ ảnh cũng cắt lại dạng thanh đó các bạn, chiếc qua đời đó quay cũng 2-3 ngày gì ở dưới đó đó anh em ơi, cũng gắn bánh lô cho là 2-3-7. Rồi tới rồi, có lúa ngay đường ngay lối nghe nè. Một vài đường nữa là xong các bạn ơi. Đồng này rất là khô ráo luôn. Đồng này 3 vụ nhưng mà vị nghĩa lớn lắm em. Rất là lớn bởi vì rất là khô á. Nói chung hẳn ra bà lượng nước từ bên kia hẳn ra ngoài này là nó rất là ngon các bạn. Không có bị lúng anh em. Chúng ba vô đây coi chị tốc độ đồ bao ngon nha anh em. Quá dữ. Bây giờ rất là nhiều máy 93 rất là, bây giờ nó xài rất là nhiều các bạn. Còn 105 giờ mất xài lại các bạn ơi. Tại 105 đồ nó khó mua hay sao đó các bạn ơi. Tại vì bên Việt mình không có máy đó nè. Tặng qua bên ca một tái gì mua gì thôi các bạn. Ở đồ nó giờ mất giờ phải 93 nhiều hơn. Thì nó chạy đúng thì ngang ngửa với 100 lẻ, với cặp thì nhanh hơn. Một tiếng hồ mình cũng 100 cho các bạn ơi. Cao.
bến này rồi làm xuống cũng lại lại không nghe em. Rồi 93 bên đó chạy quá tốc độ nghe em. Rồi chạy rất là nhanh, sáng giờ ảnh cũng cũng đó là hai khuôn mà không biết nhiêu công, các bạn thấy cũng bự lắm nghe em. Tốc độ thì chạy rất là ghê. 22 gin. Quá trời chạy các bạn ơi. Đồng này cũng mới mở như chuột cũng chưa có nghe em. Chứ cái đồng này mà vụ qua mà bù cù nó cặn rồi đó chung cái lắm các bạn ơi. Quá chạy anh em. Lên cho chúng ta 21 giây chạy được 2m10 các bạn. Dây chạy 2m8 anh em, của 2m09. Cua này 1cm chạy tốc độ quá đã các bạn, nhìn đẹp kìa, ghiền luôn anh em. Cua đứng mà gặp máy 93 thôi khỏi nói rồi, cũng không ngã bụi nào, chạy rất ghê các bạn ơi. Đã luôn nè. Thì ở đây bây giờ 93 nó chạy rất là nhiều các bạn, quá nhiều. Tại vì cái hàng này nó chạy nhanh anh em, rút gắt nữa. Thì có một số người nói đồ này mỏng nhưng mà thấy mua hoài luôn anh em. Không có thấy mà nghĩ mua hàng máy mới là không mua hoài luôn các bạn. Cũng như một số người Sài Gòn thì nói đồ này nó mỏng hơn 70. Thì đó mình cũng quay mình thấy cái pha nó cũng hơi lửng thế này. Nhưng mà cái máy này rất là mạnh nghe bạn, máy 3.8, cơ hộp số này rất là ngon. Nó xài đồ trung dưới 100 mà nó chạy rất là dữ nha các bạn. Rồi nè, nó chạy không? 2m9 trên dây, 2m10 trên dây, chạy tốc độ quá dữ vậy. Đứng rồi, tay đứng phải giữ cái lên tay mơ để không kẹp thôi các bạn ơi. Thằng kia có con 100. Quá chạy anh em ơi. Oh, he's up.